chào các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái cây thịt anh này ha thì khi lần đầu mình mới sử dụng đó, mình ăn cỡ chừng hai lá thôi nha các bạn bởi vì cái này nó nóng mà ăn nhiều quá nó sẽ bị phỏng miệng nữa nha nó nóng thì các bạn tránh để cái nhựa của nó tiếp xúc vô chỗ vùng mắt hay còn những vùng da mỏng nó sẽ làm phỏng phòng rồi phòng rồi rộp cái da lên nhau mọi người thì mình lần đầu mình ăn chừng hai lá thôi cho nó quen một vài bữa rồi mình sẽ ăn lên ba bốn lá năm lá tùy theo các bạn bệnh nặng hay bệnh nhẹ ha nếu bệnh nhẹ thì chúng ta sử dụng ngày một lần thôi còn bệnh nặng thì chúng ta sử dụng ngày hai lần ba lần thì cái này các bạn ăn nên các bạn nào có có vấn đề về về đường ruột có thì dạ dày này nọ thì mình nên ăn lúc À, mình ăn uh, sáng xong khoảng uh, nửa tiếng hoặc một tiếng sau mình ăn sử dụng tới nó nha từ mình mình ăn lúc đói nó, nó vô nó sẽ nạo ruột mình đó nó làm cho mình bị mệt các bạn có thể cứ bứt sống về là nhai luôn hoặc là bỏ thêm xíu muối vô nhai cũng được nha hồi đầu mình nhai vô nó sẽ bình thường không có cảm giác gì đâu nhưng mà một lúc sau mình sẽ cảm thấy nó nóng nó rất là nóng nhưng cho nên những bạn nào mà bị uh, bị ở vùng uh, à, cổ vùng miệng đó, giống như bị bú cổ hoặc là bị uh, viêm họng hoặc là bị uh, ca lưỡi rồi đó thì mình sử dụng mình nhai nó mình nhai nó rồi mình uh, ngậm 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 ở trong miệng mình đó ha rồi mình uh, khò ở trong cổ họng á mình nuốt xuống từ 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 thôi để cho nó thấm vô đó và cái này các bạn nên sử dụng kiên trì một thời gian dài nha thì cây thuốc nó thấm vô rồi mình sẽ thấy được hiệu quả các bạn mà nặng á mình ngắt luôn cái một đoạn thân mình nhai luôn nha các bạn sẽ cho cho mau hết bệnh cái thân nó cái nhựa nó nhiều hơn sẽ tốt hơn cái lá luôn đó thì các bạn nào có cần cây thạch anh thì liên hệ với mình nha thì mình thường mình để thông tin ở trên clip hết á các bạn đọc dự chữ là bạn sẽ thấy cái thông tin để liên hệ qua bên mình